chính sách kiểm soát lạm phát phải linh hoạt và khả thi. Thủ tướng chỉ đạo thanh tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tăng 10% so với cuối năm 2020. Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu, dệt may cán đích 39 tỷ đô la. Thủy sản tăng tốc hướng đến mục tiêu xuất khẩu 8,8 tỷ đô la. Trên thế giới, Ngân hàng Thế giới nói bất bình đẳng giàu nghèo toàn cầu ngày càng lớn. Thái Lan là điểm sáng về IPO ở Đông Nam Á. Campuchia chứng kiến lượng lớn khách du lịch vào 2 ngày cuối tuần. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế. Xin kính chào quý vị đang đến với bản tin 24/7. Mở đầu sẽ là những tin tức nổi bật về kinh tế Việt Nam trong tuần qua. Thưa quý vị, theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 với chủ đề Phục hồi và phát triển bền vững, một sự kiện quan trọng nửa đầu tháng 12 này đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại diễn đàn, nhiều giải pháp để kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô đã được đưa ra. Đáng chú ý là tại diễn đàn, nhiều đại biểu và các chuyên gia đã thảo luận và đi đến thống nhất với đề xuất chính phủ cần phải chủ động linh hoạt trong điều hành cũng như phối hợp chặt chẽ các chính sách trong kiểm soát lạm phát, phục hồi kinh tế. Chính sách phải khả thi và việc triển khai thực hiện phải nhanh, gọn, hiệu quả và có tính toán kỹ lưỡng đến những tác động đối với chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Các cân đối lớn của nền kinh tế, khả năng cân đối và trả nợ có thể chấp nhận một số thay đổi trong ngắn hạn, nhưng phấn đấu phải bảo đảm các mục tiêu cho cả giai đoạn. Thủ tướng Chính phủ vừa mới có chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm, v.v. Kết quả báo cáo phải trình cho chính cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán đã có báo cáo Chính phủ về việc tổ chức phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo, đang có dấu hiệu tăng nhanh và nóng, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả cho nền kinh tế. Sắp kết thúc năm 2021, trong khi số vốn đầu tư công chưa giải ngân còn tới 30% kế hoạch, mới đây Tổng cục Đường bộ đã tiếp tục có văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc tập trung quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể, văn bản nêu rõ, trong tổng số hơn 1.500 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao cho năm nay 2021, số vốn còn phải giải ngân là hơn 500 tỷ đồng. Do đó, Tổng cục Đường bộ cho biết, dự án nào số vốn đã bố trí giải ngân trong năm không hết, giám đốc ban quản lý dự án sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Giao thông Vận tải. Và chuyển sang những tin tức về công tác điều hành thuế và tăng trưởng tín dụng của toàn ngành kinh tế. Theo Nghị định số 104 của Chính phủ, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ được gia hạn đến hết năm nay. Cụ thể, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10/2021 chậm nhất là đến ngày 20 tháng 12 năm 2021 và thời hạn của kỳ tính thuế tháng 11/2021 chậm nhất là đến ngày 30 tháng 12/2021. Nghị định có hiệu lực từ ngày 4 tháng 12. Sau thời gian gia hạn theo nghị định này, việc nộp thuế sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành. Đây là một động thái nhằm tiếp tục hỗ trợ lĩnh vực sản xuất lắp ráp ô tô trong nước trong bối cảnh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Mới đây, vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết đến hết tháng 11, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng hơn 10% so với cuối năm 2020. Tăng trưởng tín dụng tăng thêm hướng đến các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Con số này tại thời điểm cuối tháng 10 mới chỉ đạt 8,72%. Hiện mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm so với cuối năm ngoái. Trong đó, lãi suất huy động giảm 0,4% và lãi suất cho vay giảm 0,7%. Tính lũy kế từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến nay đã có hơn 1 triệu khách hàng được tiếp cận nguồn tín dụng lãi suất thấp với dư nợ đạt trên 7 triệu tỷ đồng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 1, 2022, các sàn thương mại điện tử sẽ không bắt buộc phải kê khai, nộp thuế thay cho người bán hàng. Đây là quy định được đề cập trong thông tư số 100 của Bộ Tài chính vừa mới ban hành, thay thế cho thông tư 40 trước đây. Với quy định mới này, thì các sàn thương mại điện tử sẽ có hai sự lựa chọn. Một là nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh nếu được người bán ủy quyền, và hai là có thể cung cấp đầy đủ thông tin của cá nhân kinh doanh cho cơ quan thuế. Theo đánh giá của các ban ngành, thương mại điện tử sẽ phát triển mạnh mẽ, có quy mô ngày càng lớn và nguồn thu thuế từ thương mại điện tử là không nhỏ. Do đó, thông tư 100 sẽ góp phần giúp hạn chế tình trạng thất thu thuế trên các sàn thương mại điện tử hiện nay.
Bộ Công Thương mới đây cho biết diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 tới đây. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là xúc tiến xuất khẩu góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sẽ được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cùng với sự tham gia của nhiều bộ ngành, hiệp hội và các doanh nghiệp. Nội dung diễn đàn sẽ tập trung chia sẻ về định hướng sản xuất và xúc tiến xuất khẩu bền vững của các ngành hàng Việt Nam có tiềm năng lớn, có thể gia tăng quy mô và giá trị xuất khẩu cũng như đang nỗ lực hướng đến phát triển bền vững như thủy sản, cao su, dệt may, chế biến gỗ, v.v. Thống kê mới đây của cơ quan hải quan Nga cho biết Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp số lượng cà phê lớn nhất tại nước này. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, Nga nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt trên 61.000 tấn trị giá 116 triệu đô la, chiếm 33,5% thị phần. Trong khi đó, tính về kim ngạch, cà phê Việt Nam đứng thứ hai ở thị trường Nga sau Brazil. Gần như toàn bộ cà phê Việt Nam được nhập khẩu vào Nga ở dạng nguyên liệu thô, chỉ có 1% cà phê rang xay. Số liệu cũng cho thấy nhập khẩu cà phê của Nga đang có xu hướng tăng lên qua từng năm. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải đẩy mạnh việc chế biến sâu với chất lượng cao hơn để khai thác hiệu quả hơn thị trường này. Mới đây, hơn 120 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Nam Phi do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi tổ chức. Tại sự kiện này, Bộ Công Thương cho biết thị trường và 60 triệu người tiêu dùng tại Nam Phi đang rất cởi mở với sản phẩm nước ngoài. Đây là cơ hội để cho hàng Việt tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ tại quốc gia này. Vừa qua, thì Nam Phi đã đón nhận rất tích cực một số mặt hàng tiêu thụ của Việt Nam như máy tính, điện thoại, linh kiện điện tử, giày dép và các nông sản như hạt tiêu, hạt điều, thành phẩm, gạo, v.v. Tổng kim ngạch hai chiều giữa hai nước trong 10 tháng đầu năm nay đạt giá trị trên 1 tỷ đô la. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi hàng hóa trị giá 710 triệu đô la. Tuy nhiên, để thành công ở thị trường tiềm năng này, thì Bộ Công Thương lưu ý doanh nghiệp Việt phải quan tâm đến một số yếu tố như Nam Phi rất nghiêm ngặt trong việc kiểm tra số lượng khai báo với hải quan về vấn đề bản quyền thương hiệu. Nhờ đẩy mạnh công tác tìm kiếm mở rộng thị trường của ngành công thương và sự chủ động phục hồi sản xuất của doanh nghiệp, lĩnh vực xuất nhập khẩu của cả nước đã liên tục ghi nhận những tín hiệu khả quan. Đơn cử như ở lĩnh vực thủy sản, hiện nay các doanh nghiệp đang tăng tốc đảm bảo đáp ứng đủ đơn hàng cho dịp cuối năm nay và đầu năm 2022. Bên cạnh đáp ứng thị trường trong nước, các doanh nghiệp còn hướng đến mục tiêu xuất khẩu đạt giá trị 8,8 tỷ đô la trong năm nay. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, ước tính xuất khẩu thủy sản trong 11 tháng đã đạt gần 8 tỷ đô la. Còn đối với lĩnh vực dệt may thì các doanh nghiệp hiện đã cán đích thành công với kim ngạch xuất khẩu đạt 39 tỷ đô la, tăng 11% so với năm ngoái. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn của ngành khi tiền đề tăng trưởng âm 9,8% của năm 2020 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp lo lắng, cùng với giai đoạn quý 3 gần như đóng băng mọi hoạt động. Tuy nhiên, vượt lên trên khó khăn, ngành dệt may đã phục hồi và bứt tốc. Đến thời điểm hiện tại, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đã đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra từ cuối năm 2020, thậm chí là cao hơn so với kịch bản tăng trưởng cao nhất trong năm nay. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của dệt may Việt Nam với 15,9 tỷ đô la, tiếp đến là EU, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong khi đó, thì hoạt động xuất khẩu cao su cũng ghi nhận mức tăng mạnh ở những tháng cuối năm. Cụ thể, theo số liệu của Cục xuất nhập khẩu trong tháng 11, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 210.000 tấn trị giá 354 triệu đô la, tăng 2,6% về lượng và tăng 4,4% về giá trị so với tháng 10. Lũy kế 11 tháng năm nay, xuất khẩu mặt hàng này đã tăng 40,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Về thị trường xuất khẩu cao su năm nay, trong khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm, thì xuất khẩu sang một số thị trường khác tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020, như Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 68% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước. Và chuyển sang thông tin về xuất nhập khẩu thịt heo. Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Công Thương, nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt đã tăng mạnh trong 10 tháng đầu năm nay. Cụ thể, đạt xấp xỉ 619.000 tấn trị giá 1,9 tỷ đô la. Ngược lại, ở chiều xuất khẩu, thì Việt Nam xuất khẩu được 15.000 tấn trị giá 60 triệu đô la. Như vậy, tính về giá trị thì nhập khẩu thịt heo cao gấp 20 lần so với xuất khẩu. Và tính theo lượng thì lượng thịt nhập khẩu gấp khoảng 40 lần lượng thịt xuất khẩu. Lý giải cho nguyên nhân này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết một phần là do việc nhập khẩu thịt đông lạnh từ các nước đều không có hạn ngạch nhập khẩu nên các doanh nghiệp có thể tự do nhập và nguồn cung giảm do dịch tả heo châu Phi cộng với ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhà máy mổ heo sống trong nước phải đóng cửa, thị trường phụ thuộc nhiều vào lượng thịt heo đông lạnh nhập khẩu.
thêm một hướng phát triển mới đối với trái cây Việt Nam nước ta khi mà 20 tấn vải đóng hộp lần đầu tiên đã được bày bán tại hệ thống siêu thị Tangfres của Pháp. Đây cũng là nhà phân phối bán lẻ, bán buôn và nhập khẩu thực phẩm châu Á lớn nhất tại nước này. Bộ Công Thương cho biết, thông qua hoạt động xúc tiến thương mại thành công sẽ mở ra nhiều cơ hội cho trái cây đóng hộp nói riêng và cả nông sản Việt Nam nói chung đến được các đại siêu thị tại Pháp. Trước đó, cũng tại Pháp, tuần lễ hàng Việt Nam tại chuỗi siêu thị Carrefour đã được tổ chức rất thành công, mở đường cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Pháp và châu Âu. Quý vị vẫn đang theo dõi bản tin cuối tuần 24/7. Sau đây là chuỗi tin tức về kinh tế địa phương. Thưa quý vị, mới đây thì Ban Quản lý Khu Kinh tế thành phố Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án khu phi thuế quan Logistics và Công nghiệp Lạch Huyện với tổng vốn 11.100 tỷ đồng. Đây là dự án nằm tại khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, có quy mô 752 ha, dự kiến khởi công vào đầu năm 2022 và hoàn thành 3 giai đoạn vào năm 2033. Năng lực cảng biển của Hải Phòng sẽ ngày càng phát triển với việc đầu tư phát triển khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, quy mô 23 bến cảng nước sâu, có thể tiếp nhận cỡ tàu 100.000 DWT, tổng năng lượng thông quan 118 triệu tấn hàng năm. Ngoài ra, khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra khoảng 40.000 đến 50.000 việc làm cho người lao động. Tại Quảng Ninh, công trình cầu Vân Tiên, cây cầu dài nhất địa phương này, vừa mới chính thức hợp long sau 11 tháng thi công. Đây là công trình được đánh giá có độ khó cao do điều kiện địa hình địa chất. Cầu Vân Tiên được thiết kế kết cấu vĩnh cửu bê tông cốt thép dài 1.515 m gồm 3 nhịp đúc, tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe ô tô và 2 làn dừng khẩn cấp, đảm bảo tốc độ tối đa 120 km/h. Dự kiến cầu Vân Tiên hoàn thành cùng với tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái sẽ rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Móng Cái xuống còn khoảng 3 giờ, tạo thuận lợi cho giao thông đường bộ từ hướng Lạng Sơn đi Móng Cái, Vân Đồn, Hạ Long, phát huy sân bay Vân Đồn, đồng thời kết nối cửa ngõ giao thương của Việt Nam ASEAN với Trung Quốc. Tỉnh Đồng Nai vừa mới đề xuất chính phủ giao cho tỉnh này thẩm quyền triển khai thực hiện dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - sân bay Long Thành và dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư là 100.000 tỷ đồng. Được biết, hai tuyến đường sắt trên nằm trong danh mục quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025. Theo tỉnh Đồng Nai nhận định, việc đầu tư sớm vào hai dự án này là vấn đề cấp bách nhằm gia tăng kết nối và giảm thiểu áp lực với hệ thống giao thông đường bộ khi sân bay Long Thành hoàn thành vào năm 2025. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới phát động cuộc thi hiến kế khôi phục du lịch và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch năm 2021 với kỳ vọng sẽ nhận được những ý tưởng, sáng kiến đóng góp, góp phần đưa du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc trở lại. Theo đó, cuộc vận động góp ý hiến kế hồi phục du lịch chủ yếu tập trung vào các giải pháp hồi phục các hoạt động du lịch như góp ý các cơ chế, chính sách phát triển du lịch, các hoạt động xúc tiến. Đồng thời, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm nay đã được nâng tầm quốc tế, tạo ra nhiều cơ hội cho ý tưởng, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch được tiếp cận với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Sau khi có kết quả với cam kết của mình, thì các nhà đầu tư sẽ xem xét, đảm bảo lựa chọn các dự án khả thi và phù hợp để đầu tư triển khai. Bản tin 24/7 sẽ được chuyển sang tin tức đáng chú ý về kinh tế toàn cầu tuần qua. Thưa quý vị, Giám đốc Ngân hàng Thế giới ông David Malpass mới đây cho biết các chính sách về tài chính tiền tệ trên toàn cầu đang không cân đối một cách nghiêm trọng kể từ khi COVID-19 bùng phát. Điều này khiến cho khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng ngày càng gia tăng. Ông dẫn chứng kể từ khi đại dịch xuất hiện đến nay, thế giới đã có thêm 100 triệu người nghèo, bất chấp số tiền các chính phủ bỏ ra ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, những nước giàu có các gói kích cầu và an sinh xã hội khổng lồ, trong khi các nước nghèo gần như không có gì và nền kinh tế vẫn quằn quại với khó khăn. Ông Malpass cũng cảnh báo tình trạng nợ nần chồng chất của các nước nghèo, nhất là ở châu Phi như hiện nay. Ông kêu gọi người vay lẫn người cho vay nên minh bạch hóa các hợp đồng vì rất có thể chúng là các bẫy nợ được giăng ra. Những quốc gia gặp phải tình trạng này thường rơi vào vòng luẩn quẩn không có lối thoát khi tiền bạc từ nền kinh tế làm ra được dùng để trả lãi là chủ yếu nên không còn nguồn lực để đầu tư phát triển. Theo thống kê mới nhất, từ đầu năm đến nay, các công ty Thái Lan đã thu về khoảng 10 tỷ đô la từ việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2017. Trong số này, lĩnh vực bất động sản với 35 công ty của Thái Lan đã thu về 4,2 tỷ đô la. Những thương vụ lớn khác như công ty dầu khí nhà nước PTTOI thu về 1,6 tỷ đô la, hay công ty tài chính Earn Tit Law thu về 1,2 tỷ đô la. Như vậy, Thái Lan đã dẫn đầu ASEAN về giá trị IPO từ đầu năm đến nay. Tiếp theo là Philippines, Indonesia và Singapore. Giá trị IPO của Philippines tăng gấp 3 lần năm ngoái, tương tự Indonesia gấp gần 2 lần. Theo ông Tae Healing, chuyên gia phân tích thị trường tại Deloitte cho biết, COVID-19 đã khiến quá trình chuyển đổi số ở Đông Nam Á diễn ra mạnh mẽ. Hiện nay, rất nhiều con mắt đang hướng về khu vực này. ASEAN có nhiều sức hút bởi thị trường dân số khổng lồ và nhiều dự đoán kinh tế sẽ hồi phục mạnh mẽ trong năm 2022.
Ngân hàng Trung ương Indonesia vừa thông báo chỉ số tiêu dùng nước này trong tháng 11 đã tăng lên 118,5 điểm, cao nhất kể từ tháng 1/2020. Điều này phản ánh sức mua của người dân có bước chuyển biến mạnh, đang tác động tích cực đến các lĩnh vực sản xuất hàng hóa. Nguyên nhân trong tháng 11, nhiều điều kiện kinh tế được cải thiện, nhiều cơ hội việc làm được tạo ra và lương bổng trong một số lĩnh vực có sự gia tăng. Đông Nam Á nói chung và Indonesia nói riêng cũng không chịu tác động quá mạnh từ việc biến thể Omicron xuất hiện tại Nam Phi. Theo Ngân hàng Trung ương Indonesia, dẫu Omicron dễ lây lan hơn, nhưng khi các nhà khoa học thông báo nó không gây ra các triệu chứng nặng hoặc tử vong nhiều như biến thể Delta, thì ngay lập tức tạo ra một không khí vui tươi, phấn chấn trong cộng đồng doanh nghiệp và giới đầu tư. Ngân hàng Trung ương Indonesia dự báo năm 2022, nước này sẽ hồi phục mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính tiền tệ của Indonesia OJK vừa mới ban hành quy định mới về kiểm soát thị trường chứng khoán. Theo đó, các công ty công nghệ sẽ dễ dàng hơn trong việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cũng như họ sẽ có nhiều tiếng nói hơn. Điều này được cho là giúp thu hút nhiều công ty công nghệ hơn tham gia vào thị trường chứng khoán. Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, hiện nay có nhiều công ty công nghệ với giá trị từ 1 tỷ đô la trở lên. Tuy nhiên, họ vẫn chưa lên sàn. Một số cái tên đình đám có thể kể đến như GoTo Group, đây là công ty sáp nhập từ ứng dụng gọi xe Gojek và nền tảng thương mại điện tử Tokopedia. Ứng dụng du lịch Traveloka cũng là một cái tên đình đám của xứ vạn đảo. Trong một thông báo của mình, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Tiền tệ của Indonesia cho biết nếu các công ty công nghệ tham gia thị trường chứng khoán nhiều hơn sẽ giúp cho nền tài chính vững mạnh hơn. Họ cũng nhận lại nhiều nguồn lực để đầu tư và phát triển, thúc đẩy các ý tưởng đổi mới và sáng tạo hơn. Bất chấp sự đe dọa của biến thể Omicron, thì Campuchia vẫn đang chứng kiến số lượng lớn người dân đi du lịch. Cụ thể, trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tháng 12, hơn 181.000 du khách đã được ghi nhận trong cả nước, trong đó có hơn 5.300 khách nước ngoài. Những tỉnh thành thu hút du khách nhiều nhất là Pria Sihanouk, Phnom Penh và Bosat. Con số này đã tăng khoảng 4,6% so với tuần trước đó. Bộ Du lịch Campuchia nhận định thời tiết lạnh hơn trong tuần này có thể là một nguyên nhân khiến cho du khách đông, bất chấp việc không có lễ hội nào diễn ra. Ngoài ra, thì những công trình cơ sở hạ tầng ở tỉnh Pria Sihanouk đã được đưa vào sử dụng cũng là nhân tố quan trọng thúc đẩy du lịch ở địa phương. Hiện nay, chính phủ Campuchia đang cố gắng hết sức để phát triển và tái khởi động lại lĩnh vực du lịch, với mục tiêu năm 2022 sẽ bắt đầu thu hút một lượng lớn du khách quốc tế quay trở lại. Theo thống kê vừa mới công bố, thì lạm phát trong tháng 11 của Philippines đã giảm nhẹ xuống còn 4,2%. Đây là con số thấp nhất trong 4 tháng qua. Nguyên nhân, nhiều loại hàng hóa đã được cung cấp đủ ra thị trường, khiến cho giá cả được hạ xuống và Ngân hàng Trung ương tiếp tục duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ phục hồi nền kinh tế. Từ tháng 11 năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Philippines giữ nguyên lãi suất 2% và họ sẽ xem lại chính sách này vào ngày 16 tháng 12 tới. Trong số những mặt hàng có sự giảm giá trong tháng 11, lương thực và xăng dầu đóng vai trò lớn nhất, có ảnh hưởng lên rất nhiều hàng hóa khác. Ước tính riêng hai mặt hàng này thì giá cả đã giảm khoảng 3,3% so với tháng 10. Trung bình lạm phát trong 11 tháng đầu năm nay của Philippines ước tính 4,5%, cao hơn so với dự đoán trước đó là từ 2-4%. Ngân hàng Trung ương Philippines nhận định năm 2022 lạm phát có thể vẫn ở mức cao, nhưng năm 2023 thì tình hình sẽ được bình ổn lại. Chính phủ Nhật sắp cắt giảm thuế trên quy mô lớn đối với các doanh nghiệp, nhất là những tập đoàn sẽ tăng lương cho người lao động. Nội dung trên là một phần trong dự thảo về cải cách thuế được công bố vào ngày 8 tháng 12 vừa qua. Đảng cầm quyền LDP và đồng minh Komeito muốn đưa kế hoạch này ra thảo luận tại Quốc hội và lấy ý kiến công chúng vào cuối tuần này. Trước đó, Thủ tướng Fumio Kishida trong kế hoạch phân bổ lại sự giàu có đã đề xuất các doanh nghiệp tăng 3% lương cơ bản trong năm 2022, nhất là với những doanh nghiệp đã thu được lợi nhuận ở mức trước đại dịch trở lên. Những doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng không chịu tăng lương có thể sẽ không được hưởng các ưu đãi về thuế như kế hoạch sắp tới. Theo các chuyên gia, đây là biện pháp bắt buộc của chính phủ trong việc bình ổn nhu cầu tiêu dùng cũng như đối phó với lạm phát trong tương lai dài hạn. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, việc các doanh nghiệp có chịu tăng lương hay không đang đặt ra một dấu chấm hỏi lớn, bởi điều này cần phải xét đến rất nhiều yếu tố. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ mới thông báo là họ sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay thấp như hiện tại để hỗ trợ nền kinh tế. Họ xác định khôi phục tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu, cộng với những rủi ro về lạm phát và tác động của biến thể Omicron vẫn còn khó lường, nên không muốn có sự thay đổi quá lớn về lãi suất trong thời gian sắp tới. Thông báo được đưa ra đã khiến cho giới đầu tư hoan nghênh. Họ hy vọng lãi suất cho vay khoảng 3,35% như hiện nay sẽ được giữ nguyên ít nhất cho đến quý 2 2022. Trong một động thái khác, Bộ Tài chính Ấn Độ cũng cắt giảm nhiều thuế xăng dầu để ngăn đà lạm phát. Trong năm 2021, Bộ Tài chính Ấn Độ hy vọng sẽ giữ mức lạm phát không quá 5,3% và dần ổn định vào quý 1/2022. Bộ Tài chính Ấn Độ nhận định hiện nay nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi tốt, nhất là sau khi tin tức về biến thể Omicron không gây ra các triệu chứng nặng hơn được giới khoa học truyền tải.
Theo thống kê mới nhất, thì tỷ lệ thất nghiệp của Israel trong tháng 11 đã giảm xuống còn 4,7% từ con số 5,6% trong tháng 10. Bộ Tài chính nước này nhận định tháng 11, bất chấp làn sóng lây nhiễm thứ tư của COVID-19, vẫn có những yếu tố tích cực ảnh hưởng đến nền kinh tế, như các doanh nghiệp đã thích ứng nhiều hơn, việc tuyển nhân viên mới và quá trình làm việc hoàn toàn có thể tiến hành bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, lương bổng cũng được cải thiện là yếu tố thu hút người đi làm. Ước tính bình quân lương của người lao động trong tháng 9 2021 đã tăng 10% so với tháng 9 2019. Những ngành lương tăng cao là công nghệ số, xây dựng và dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Israel cũng nhận định tỷ lệ thất nghiệp giảm nhưng nhìn chung vẫn chưa phải ở mức thấp. Nhiều lĩnh vực vẫn gặp khó khăn do COVID-19 nên không thể tăng lương, khiến cho việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng lạm phát và giá cả hàng hóa hiện ở mức cao vẫn gây ra những áp lực lớn cho nền kinh tế. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mới đây cho biết ông hy vọng những giải pháp của chính phủ sẽ sớm bình ổn lại tình trạng đồng nội tệ mất giá cũng như lạm phát đang ở mức cao như hiện nay. Ông cũng cam kết ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì lãi suất thấp để giảm áp lực cho nền kinh tế. Một tháng qua, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã sụt giảm kỷ lục 30%. Những biện pháp cắt giảm lãi suất đột ngột của Tổng thống Erdogan bị các nhà kinh tế học lên án vì nó chỉ khiến cho tình trạng lạm phát thêm phức tạp. Phát biểu với các phóng viên tại thành phố Siirt mới đây, Tổng thống Erdogan nói mình sẽ không thỏa hiệp với vấn đề lãi suất. Lý do đây là nguyên nhân khiến cho người giàu thêm giàu và người nghèo càng nghèo. Lạm phát cao thời gian qua đã khiến cho giới đầu tư và những người gửi tiền tiết kiệm cảm thấy bất an vì giá trị tài sản của họ đã mất đi nhanh chóng. Nhiều tiếng nói kêu gọi Tổng thống Erdogan nghe theo lời khuyên của các chuyên gia để khắc phục tình hình, không nên đưa ra quyết định dựa trên cảm tính như hiện nay. Thủ tướng Barbados bà Mia Mottley mới đây đã tiếp tục kêu gọi các tổ chức như Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hỗ trợ tài chính cho những nước nghèo khó trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu và ngăn trái đất nóng lên. Tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 vừa diễn ra tại Glasgow của Scotland, Thủ tướng Mottley cũng kêu gọi một khoản tiền 500 tỷ đô la từ các quỹ tài chính quốc tế để hỗ trợ những quốc gia khó khăn chuyển đổi năng lượng từ than đá và dầu mỏ sang sử dụng năng lượng tái tạo như gió, ánh nắng mặt trời hoặc động cơ hydro. Bà giải thích các quốc gia giàu có, ví dụ như nhóm G20 chiếm đến 80% tổng lượng CO2 thải ra môi trường. Vì vậy, họ nên có trách nhiệm hơn trong trợ giúp những nước khó khăn. Được biết, biến đổi khí hậu đã khiến cho băng ở hai cực trái đất tan ra. Nước biển dâng đang khiến nhiều vùng đất thấp của Barbados bị ngập. Người dân phải sơ tán và nước ngọt trở nên khan hiếm hơn. Chuyển sang thông tin về những tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Thưa quý vị, tập đoàn viễn thông Telecom Malaysia mới đây cho biết họ sẽ bắt đầu thử nghiệm các hệ thống 5G vào cuối tháng này ở một số vùng của thủ đô Kuala Lumpur và khu vực lân cận. Như vậy, Telecom là tập đoàn đầu tiên đăng ký thử nghiệm 5G tại Malaysia. Tuy nhiên, họ không cho biết mình đã ký những hiệp định sơ bộ với chính phủ Malaysia hay chưa. Trong thông báo của mình, tập đoàn nội địa này khẳng định họ sẽ tiếp tục hỗ trợ để mạng 5G sớm trở thành chủ đạo ở Malaysia và mang đến những tiện ích lớn về truyền tải dữ liệu. Hiện nay, người dùng điện thoại di động ở Malaysia đang than phiền về việc giá cả viễn thông đang ở mức cao. Bên cạnh đó là các chính sách về bảo vệ dữ liệu cũng không minh bạch. Chính phủ Malaysia cam kết khi mạng 5G thay thế 4G, giá cả sẽ rẻ hơn và các dữ liệu cũng sẽ an toàn hơn. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 12, Google Pay chính thức hoạt động tại thị trường Israel. Tháng trước, Google Pay thông báo sẽ sớm có mặt ở quốc gia Do Thái này và hướng tới muốn trở thành công cụ giao dịch chính trong các ngân hàng và công ty công nghệ. Google Pay muốn đạt được điều này nhờ lợi thế công nghệ có sẵn của mình, cũng như khả năng tích hợp rất nhanh vào các công cụ đang sử dụng hệ điều hành Android do Google phát hành. Đây là một lợi thế rất lớn bởi 70% người dùng điện thoại di động ở Israel là chạy trên hệ điều hành Android. Gần 30% còn lại dùng hệ điều hành iOS của Apple. Việc Google Pay tiến vào Israel được cho là sẽ mang đến những thay đổi lớn trong thanh toán, cũng là điều rất nhiều ngân hàng mong đợi. Ví dụ, những thể chế tài chính như Hapoalim Bit hoặc Lumi Popper đã ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh. Thời gian qua, Apple Pay của Apple đã tăng trưởng tới 800% tại Israel. Nhiều dự đoán cho rằng Google Pay cũng sẽ tăng trưởng như vậy, thậm chí còn cao hơn khi tiến vào thị trường này. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin Kinh tế 24/7. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.